Làm gì vậy? Định làm em bất ngờ nè, bất ngờ không? Bất ngờ. Nè, em sẽ bất ngờ hơn nè. Nhắm mắt lại đi, nhắm đi. Tưng 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 tưng. Trời, anh không có thứ gì khác nên tặng em hả? Anh có nhiều điều bất ngờ lắm. Nhưng mà hồi nãy á, anh thấy em ăn xong, sợ em không có gì tráng miệng, cho nên anh bẻ mấy trái chuối mang vào đây cho em tráng miệng đó mà. Thôi anh ăn đi, em thấy mấy trái chuối này lại mắc nghẹn rồi, em không ăn đâu. Không ăn hả? Ừ. Ngon phải quá. Anh bao nhiêu tuổi rồi anh Lâm? 31. Vậy mà nhiều khi em cứ tưởng anh mới 13 tuổi. Thôi anh để đó đi, chút nữa em ăn. Giờ em có chuyện rồi, em đi chút nha. Ủa, sao đầu mũi nói mình mới 13 tuổi ta? Không lẽ mình trẻ dữ gì sao? Thiệt là hết sảy. Trở về em, không tin rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường. Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau, chính cũng nơi đây ta ngồi mơ về giấc mơ đã thiên đường. Khi tiếp xúc với tụi nó, bác chỉ cần nhấn cái nút này. Sau đó cháu sẽ đứng bên ngoài hỗ trợ khi cần thiết. Thư à? Cháu cầm cái thư tố cáo này đến gặp người quen bên công an nhờ họ giúp đỡ. Vậy con biết rồi, con sẽ tới làm việc với bên công an ngay bây giờ đây ạ. Vậy con đi chung với Phước. Chừng nào xong, báo với bác để bác và Thịnh đến điểm hẹn gặp thằng Lộc. Mình bắt đầu, tất cả phải hết sức cẩn thận. Tôi muốn gặp con tôi trước khi nói đến chuyện tiền nợ. Em tôi có sao không? Hai người yên tâm, công tử thân dưỡng yên lành, ăn ngon ngủ kỹ, chờ mọi người đón về ăn chơi tiếp tục. Tôi nghe con gái tôi nói là thằng thân nó thiếu nợ anh tới 500 triệu. Nó làm gì mà thiếu dữ vậy? Làm gì à? Tôi đâu có biết. Nhưng mà nợ có giấy tờ hẳn hoi. Ông có muốn xem không?
Ông đưa tôi xem thử. Ông biết đó, tôi là ba thằng thân, là chủ sở hữu căn biệt thự nó đang ở. Bấy nhiêu đây tiền chỉ là chuyện nhỏ với tôi. Tôi sẽ đứng ra trả món nợ này thay cho nó. Với điều kiện là anh phải cho tôi gặp con tôi để xem sức khỏe nó ra sao. Được rồi, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho ông nói chuyện với con ông. Không, tôi muốn gặp trực tiếp nó. Tôi muốn chửi vô cái mặt ngu của nó ngay bây giờ cho hả tức. Ông định gài tôi để báo công an hả? Coi tôi vay nợ có ghi giấy. Nợ thì phải trả thôi. Báo công an thì cũng phải trả. Vậy báo làm cái gì? Ông già này coi bộ chơi được. Ok, ông đi cùng tôi. Một cô á, ngồi đây. Ba, con cứ ở đây đi, ba không sao đâu. Lâu quá mà sao chưa thấy tin nhắn của chị Thình vậy ta? Mày ảnh đứng đâu vậy, sao không thấy vậy? Sao anh thấy được, nghiệp vụ của mày ảnh mà. Nhưng mà họ đã dặn dò bắt Hoài kỹ lắm rồi. Quan trọng nhất là phải bắt được quả tang anh Thân đang bị giam giữ. Anh nghĩ là tụi nó giam anh Thân ở chỗ khác, chứ không phải quán này đâu. Chắc vậy. Mấy anh nói là không được đi theo, sợ bị lộ. Chắc chắn mấy anh đang bám theo. Anh Phước yên tâm đi. Đi. Sao con? Được không? Được rồi. Chấn thương 30%. Cậu... Ba cậu đi báo công an thiệt hả? Chắc là vậy. Thấy ông cũng quyết dữ lắm. Tôi lo cho cậu Thân quá. Sợ tụi nó biết tụi nó hại cậu Thân. Ông đó, ông lo cho cái thân của ông kìa. Uống thuốc mau hết đi, rồi còn về nữa. Bị phần mềm thôi, có gì đâu. Tôi tính một hai bữa nữa tôi xin phép về. Mà không biết ba cậu có chịu bán nhà lo cho cậu Thân hay không nữa. Không bán thì ai lo? Cả nửa tỷ đồng chứ ít ỏi gì. Mà cũng hay. Nhờ cái thằng Thân bị chuyện này mà cũng hay. Tôi với bà Thình đó được hưởng soái. Đúng không? Đắc đậu gì? Tôi về trước à. Nhà không biết có chuyện gì không nữa à. Về á. Ngồi yên đó. Em ơi, tôi xin đi toilet được không? Đi theo tôi. Ở trong đó. Ở trong này hả? Ừ, vô đi, nhanh đó. Cảm ơn.
em nóng ruột quá. Giờ phải chịu thôi, ráng chờ kết quả thôi chứ biết sao. Chị Thình. Alo. Chị Thình hả? Ừ, chị đây nè cưng. Dạ có. Nhưng mà chị đang ở đâu trong đó vậy? Mà sao chị nghe được điện thoại? Không, chị giả bộ chị đi toilet. Hồi nãy á, chị nói chị đau bụng quá. Chị xin vô đây á, chị gọi đi thôi. Cái thằng canh chị đứng ngồi kia kìa. Sao? Mấy anh công an đó đi theo xe của thằng Lộc rồi hả? Quán cà phê hả? Dạ. Thôi, thôi nghe chị. Nói lâu quá, coi chừng tụi nó nghe được á. Chị nói gì đó? Tao gọi cho đại ca mà máy đại ca bận hoài à. Thôi đi mày. Có hai thằng phải đi ra phía bệnh viện. Tụi bay định mò gì hả? Đâu có định mò gì đâu. Tụi em chỉ đến tâm sự thôi. Ừ. Tâm sự hả? Thôi được. Hai anh đang vả quá. Cho mượn đỡ hai cái điện thoại. Bán kiếm tiền. Đi karaoke em. Ừ. Cái gì? Hai anh tới chấn lộn đó hả? Ê, nhóc con. Muốn chết hả? Móc hai điện thoại ra đây. Khoan, khoan đã. Hàn cứ bình tĩnh đã. Tụi em có tiền mà. Chứ cần gì phải đi bán điện thoại cho mất công. Không, tao muốn hai cái điện thoại. Ôm đây nha. Để nó đưa tiền cho hai rồi mà. Làm gì vậy? Tôi làm rồi bây giờ đó. Tôi cắn tôi gặp tôi đi. Tôi cắn lên bắt. Tôi bị bắt. Em có làm gì đâu. Thôi mấy bà ơi, toàn là đón mò không hà. Muốn biết xong hỏi tôi. Sợ, đúng rồi. Bạn gái của ông ngồi đây mà sao không hỏi. À, thiệt tình á, thì tôi cũng hay ngồi tâm sự với ông. Nhưng mà toàn nói chuyện văn nghệ văn gần không à. Chưa bao giờ, ông chưa nói về chuyện tiền bạc giàu nghèo cả.
tôi á, thì tôi biết ông Hoài có nhiều tiền, nhưng mà ông cũng chưa nói với tôi. Sao bà biết? Sao bà biết? Chứ ông Hoài là người tốt, cầu trời cho gia đình của ông tai qua nạn khỏi. Cầu trời cho gia đình ông tai qua nạn khỏi. Sao lâu quá vậy trời? Thì cũng phải từ từ chứ chị. Không biết là họ có bắt thằng Thân luôn không nữa. Sao lại bắt thằng Thân? Tại vì nó cá độ đó anh. Em nghĩ chuyện gì ra chuyện đó. Đây chỉ là vụ bắt người trái phép thôi. Hơn nữa anh Thân chỉ là nạn nhân thôi mà. Chắc là ông già ông về đó. Để chị ra mở cửa. Cậu vẫn còn ở trong trại dưỡng lão hả? Dạ em cũng sắp xong việc rồi. Chắc vài hôm nữa em về. Tôi thấy ba tôi có vẻ thân với cậu á. Dạ không, em thân với tất cả các cụ trong đó. Nhưng mà em nói chuyện với bác Hoài với bác Việt là nhiều hơn. Ừ. Ủa, bác Việt vô kìa. Chào bác. Tôi đi về nó kể lại nên bác qua đây xem tình hình thế nào. Dạ, Thư đâu rồi bác? Nó chạy lên chỗ công an rồi. Chủ nhà ơi! Gì vậy? À anh ơi, cho anh thu tiền điện. Chính con đã ký vô tờ giấy nợ đó phải không? Dạ đúng rồi. Con không ký cũng đâu có được. Tụi nó đánh con nhiều lắm hả? Thôi, tình cảm dạt dào vậy là đủ rồi. Bây giờ á, ông có chịu trả nợ cho nó không? Giấy trắng mực đen rồi thì phải trả thôi. Đem giấy viết ra đây. Để làm gì? Thì tôi viết giấy hẹn nợ với anh, rồi anh thả con tôi ra. Bộ ông tưởng tôi là thằng con nít à? Rồi ông cũng hẹn lần hẹn lựa giống như đó. Rồi chẳng lẽ lúc đó tôi lại tới bắt ông? Vậy ông muốn sao? Đem đủ tiền tới đây, nó sẽ được về. Số tiền lớn như vậy, anh phải cho tôi hẹn 5 ngày. 3 ngày không thêm 1 phút. Alo. Sao? Cái gì? Bà Thịnh? Công an hả? Nhà kia. Mày báo công an hả? Tụi bay xử hại cho con cái thằng này. Tụi bay. Tất cả các anh đã bị bắt. Cậu Thân, sao rồi? Cảm ơn các anh rất nhiều.